Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Thì tại cái video trước thì mình đã chia sẻ với anh chị em về cách để chúng ta trồng cái kỳ phi điệp trong cái mùa đông giá rét như thế này. Và sau khi mà trồng xong thì là mình đã hướng dẫn anh chị em sử dụng cái sản phẩm vitamin B12 để giải độc cho cái kỳ lan và chống sốc cho cái kỳ lan sau khi mà chúng ta trồng trong cái mùa đông giá rét như thế này. Thì đến hôm nay thì mình xin chia sẻ với anh chị em về cái cách chăm sóc cái kỳ phong lan sau khi mà chúng ta trồng trong cái mùa đông giá rét như thế này. Thì sau khi mà trồng cây lan xong, sau khi mà trồng cái kỳ lan xong ấy, thì các bạn sử dụng cho mình là cái sản phẩm thứ nhất là vitamin B1. Thì anh em sử dụng cho mình là 5 giọt trên 1 lít nước. Cái thứ hai là cái sản phẩm Super Thai. Cái này thì là cái Super Thai thì mình đóng ra cái chai như thế này, và B1 thì mình cũng đóng ra cái chai như thế này để mình sử dụng cho nó tiện. Thì cái sản phẩm Super Thai thì anh em sử dụng cho mình là 1 giọt trên 1 lít nước. Và cái kích rễ Biorot, cái sản phẩm Biorot kích rễ thì anh em sử dụng cho mình là 1ml trên 1 lít nước, tức là nó tương đương với lại 20 giọt trên 1 lít nước. Thì ba cái sản phẩm này thì anh em hòa chung vào 1 lít nước để anh em tưới cho cây lan. Sau đây thì là mình sẽ làm cụ thể để cho anh em tham khảo. Thứ nhất thì là anh em lấy cái vitamin B1 này, anh em nhỏ vào đây cho mình 5 giọt. 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Cái thứ hai là cái Super Thai. Super Thai thì anh em sử dụng cho mình là 1 giọt. Đây, anh em nhỏ vào đây cho mình 1 giọt. 1 giọt thôi nha anh em nhé. Cái Super Thai này thì không sử dụng nhiều được đâu. Và cái thứ ba nữa là cái kích rễ Biorot thì anh em sử dụng cho mình là 20 giọt. Đây, anh em nhỏ vào đây cho mình là 20 giọt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sử dụng cái chai như thế này, khi mà sang chiết ra những cái chai như thế này thì ở đầu này nó có cái này để chúng ta đong, nó rất là tiện. Và cái này mình cũng đã thử rồi, 20 giọt này thì đúng bằng 1ml. Và sau khi mà đã tưới đủ 3 cái lần cái sản phẩm vitamin B12 này thì anh em sử dụng 3 cái loại thuốc như trên và mình đã hướng dẫn đó, thì anh em phun cho cây lan. Thì anh em phun cho mình là đối với lại những cái cây mà mới trồng như thế, như cây này, như hôm qua mình trồng ấy, thì anh chị em tưới cho mình là từ 7 đến 10 ngày thì anh em tưới cho cây lan một lần. Khi mà tưới như này thì thứ nhất là nó kích thích phát triển cái bộ rễ đấy, và nó dưỡng cây. Tuy nhiên rằng là trong cái mùa này thì là cái mùa đông giá rét, thì thực sự là những cái cây mà nó đã thắt ngọn như thế này thì nó để mà nó ra được cái rễ mới thì rất là khó. Đấy, chúng ta chủ yếu là dưỡng cho cái cây này nó không bị héo lá. Cái thứ hai nữa là dưỡng cho cái bộ rễ này nó không bị teo tóp đi và nó vẫn còn tươi được cái bộ rễ là tốt rồi. Đấy, rồi sau đó thì đến cái da riêng thì
nó sẽ nảy mầm gốc và nó ra rễ mới từ cái mầm gốc nó mới ra nha anh em nhé. Thì anh em cũng không nên nóng vội. Thì vừa rồi thì có một số, sau khi mà mình làm video thì cũng có một bác ấy, ở Vĩnh Phúc, năm nay bác gần 80 tuổi rồi, thì bác cũng có gọi điện cho mình là nói là tôi làm y như anh, thế nhưng mà tại sao thì nó không ra rễ. Thì nói thật với các bạn là như mình vừa trình bày đấy, thì đây như cái cây này của mình thì mình cũng mới trồng đấy, thế nhưng mà cây này thì nó cũng không ra rễ đâu. Đấy, rễ của nó thì cũng không thể ra rễ được. Cây này thì cũng là cây thắt ngọn rồi. Thì những cái cây mà nó thắt ngọn thì nó sẽ không ra được rễ mới. Thế nhưng mà khi mà chúng ta tưới những cái sản phẩm đó cho cây thì cây nó sẽ dưỡng cây và nó làm cho cái cây của chúng ta nó không bị teo tóp đi là được rồi. Và một số anh chị em thì có nói rằng là khi mà trồng mới thì là một số cây thì nó lại bị rụng lá. Để đây như cây này của mình, thì nói thật với anh chị em thì về cái mùa này thì cái việc cây nó khi mà chúng ta trồng thì cái bộ rễ của nó không không phát triển nữa, nó không hút được chất dinh dưỡng nữa, nên là nó không đủ để nó nuôi cây, dẫn đến là cái lá của nó bị bỏ lá là chuyện bình thường. Nên là mình luôn luôn là khuyên anh em là mua cây thì nên mua những cái cây mà nó đã béo, nó đã mập, thì kể cả khi mà trồng chúng ta nó bị rụng lá thì cũng không vấn đề gì. Đấy, thì đến sang năm thì khi vào mùa phát triển thì cây nó sẽ tự ra mầm gốc và nó sẽ ra rễ ở những cái mầm gốc mới để nó bước sang một cái chu kỳ sinh trưởng và phát triển của năm mới. Đấy, thì anh em cũng không đáng ngại đối với lại những cây mà nó bị rụng lá như thế này khi mà chúng ta vừa mới trồng. Thì đối với lại những cây mà nó mập mạp thì nó không vấn đề gì. Thế còn đối với lại những cái cây mà nó còn đi ngọn như thế này, thì cây này thì mình cũng vừa mới trồng. Đấy, nhưng mà cây này nó vẫn còn đi ngọn, thì anh em phun cho mình với cái liều lượng là 5 cho đến 7 ngày thì anh em phun cho cái cây lan cho mình một lần. Những cây đi ngọn này thì nó phát triển, nó vẫn còn phát triển, thì anh em phun dày hơn. Và ngoài ra thì có một số anh em thì có nói rằng là các cái video khác thì người ta hướng dẫn trồng cái cây lan là người ta trồng nổi cái rễ lên bên trên, và cái rễ nó khi mà nó ra thì nó sẽ tự nó tìm đến cái giá thể và nó tự tìm đến cái chỗ mà nó có độ ẩm để nó ăn xuống. Thì cái những cái video đó thì người ta hướng dẫn là cũng đúng thôi. Thế nhưng mà theo mình thì thứ nhất là đối với lại những cái cây mà nó thắt ngọn như này này, thì như các bạn biết đấy, thì là mình đã hướng dẫn đó, thì là những cái cây như này thì nó thắt ngọn rồi thì cái bộ rễ nó không phát triển được, nên là mình phải trồng, mình phải vùi cái bộ rễ nó xuống, thì mình mới khi mà mình phun các cái loại thuốc thì nó mới dưỡng ẩm. Thì khi mà dưỡng ẩm nó mới giữ ẩm, thì nó mình mới giữ được ẩm cho cái bộ rễ của cây lan để cho nó không bị teo tóp đi, để sang cái mùa vụ mới thì cái rễ cũ này thì có thể nó sẽ ra được những cái rễ nhánh, rễ xương cá, và nó hút được chất dinh dưỡng luôn. Đấy. Và ngoài ra thì cái bộ rễ này thì khi mà nó khô như thế, nhưng mà mùa khô như thế, nhưng mà khi mà chúng ta tưới ẩm vào thì nó cũng vẫn có thể nó thẩm thấu được một phần nhỏ nào đó các cái chất dinh dưỡng vào cái bộ rễ của cây lan. Thì mình khuyên là mùa đông thì anh em nên là trồng vùi cái bộ rễ xuống. Thế còn đối với cái cây này thì mình cũng trồng nổi cái bộ rễ lên. Thế nhưng mà cây này thì các bạn thấy rằng là lá ngọn nó vẫn còn đi. Thì đồng nghĩa với cái việc là cái bộ rễ này thì nó vẫn còn đi được, nó vẫn còn phát triển được. Đây các bạn thấy rằng là mình trồng nổi như này, nhưng mà cái bộ rễ nó đã ăn xuống cái giá thể rồi. Đấy, và nó đã bám vào cái giá thể. Nó đã bám vào giá thể rồi. Đấy, thì có một số cái chú ý như thế. Và có một số anh chị em thì hỏi rằng là thế thì phun như thế thì phun đến bao giờ? Anh chị em cứ phun như này cho mình là đối với lại cây mà nó không có rễ thì anh chị em cứ phun là 7 đến 10 ngày một lần. Còn cây mà nó có rễ, nó vẫn còn đi ngọn như thế này thì anh chị em phun cho mình là từ 5 đến 7 ngày một lần. Và ngoài ra thì đối với lại những cái cây mà nó có rễ và rễ nó hút được chất dinh dưỡng rồi ấy, khi mà rễ ổn định và hút được chất dinh dưỡng rồi thì anh em bổ sung cái phân đạm cho mình.
Đấy, phân đạm thì cái phân này là phân 6-30-30, nhưng mà anh em sử dụng đối với lại cây mà để cho nó phát triển thì anh em sử dụng cho mình là phân mùa này thì anh em sử dụng phân đều 20-20-20, hoặc là anh em sử dụng phân 30-10-10 để anh em phun cho cây lan. Đấy. Thế còn đối với lại cây mà nó chưa có rễ thì anh chị em không phải phun phân cho cây, tại vì khi mà phun phân cho cây thì cái bộ rễ nó chưa phát triển, nó chưa hút được chất dinh dưỡng, mà anh em phun cho cây nhiều thì nó sẽ rất dễ làm ngộ độc cho cây. Đối với lại cái cây mà nó có cái bộ rễ nó phát triển như này thì anh chị em sử dụng cho mình là 1 gam phân NPK 30-10-10 hoặc là 20-20-20 để anh em phun cho cây, là 1 gam trên 1 lít nước anh em phun cho cây. Và còn có một cái điều lưu ý nữa cũng hết sức là quan trọng, đó là khi mà chúng ta pha cái thuốc để chúng ta phun bất kỳ loại phân thuốc nào để chúng ta phun cho cây lan thì chúng ta cố gắng là căn phun làm thế nào để cho nó vừa đủ. Để nếu như mà chúng ta phun mà nó thừa ấy, thì anh em đổ bỏ đi, anh em không sử dụng đến ngay cái mà nó còn thừa đấy nữa. Tại vì khi mà chúng ta pha phân thuốc ấy, mà chúng ta để quá 8 tiếng ấy, thì nó sẽ oxy hóa, nó sẽ biến đổi thành những cái chất khác và nó không còn có tác dụng cho cái cây lan của chúng ta nữa, và thậm chí là nó sinh ra những cái chất nó không tốt cho cây lan, nên là anh em chú ý cho mình như thế. Thì đó là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc cái kỳ phong lan mới trồng trong cái mùa đông giá rét như thế này. Và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan, để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều cái video có giá trị hơn nữa để chia sẻ tới toàn thể các anh chị em yêu lan. Và nếu như mà có cần hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc cây phong lan thì anh chị em cũng có thể là comment xuống dưới video, hoặc là anh chị em cũng có thể là nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình theo cái số điện thoại Zalo ở trên cái màn hình video. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.